Bộ dạng đại đến từ thương hiệu Pioneer, hàng nội địa Nhật sử dụng nguồn điện 100V, model là Pioneer X640. Dạng này gồm có 5 thước rời, âm ly, CD, tuner, equalizer tức là lọc âm và cuối cùng là thớt cassette. Tất cả các chức năng trên bộ dạng này đều hoạt động hoàn hảo. Lo zin theo dạng Pioneer X640, lo 3 đường tiến, bát của lo là 27cm, chiều cao của lo là 60cm. Chiều ngang cả bộ dàn là 1m, bộ dàn tương đối khá đẹp, full chức năng để cho các bác trưng bày sử dụng cho phòng khách. Diện tích phòng tầm 40 cho tới 60 mét vuông là ok. Bây giờ mình cùng xem ngoại hình trên 5 thớt rời này nha. Đây, lò 3 đường tiến, bát là 27cm, những cái viền xung quanh còn sáng bon rất là đẹp. Màn carbon, gân giải tẩm dầu, lò quá đẹp. 5 thớt rời, tất cả các chức năng đều hoạt động hoàn hảo. Bộ dàn này nghe rất là hay, giờ bát lên tới 27cm. Pioneer X640, công suất lo là 100W một thùng, 200W trên cặp lo. Hàng nội địa Nhật đồng bộ giữa lo và âm ly là Made in Japan. Góc cạnh của lo rất đẹp, đã ứng tiêu chí nghe nhạc và trưng bày cho mình. Công suất âm ly là 120W Pioneer X640. Và đặc biệt, âm ly này có ngọt optical, dùng giải mã DC24bit trực tiếp trên âm ly. Nếu mình muốn nghe qua CD, nghe cassette, nghe radio, một ngày nào đó mình đổi hướng, mình không muốn nghe những cái chức năng này, mình muốn giải mã trên Max TV để cải thiện chất lượng âm thanh, chẳng hạn như karaoke, chẳng hạn như xem đá banh, xem phim, nghe nhạc, thì mình cắm vào ngọt optical này, thì đương nhiên chất lượng âm thanh qua optical nó sẽ trong hơn, hay hơn, chuẩn hơn, chất lượng hơn. Và đương nhiên sẽ có ngọt ào ít để kết nối điện thoại, tivi, máy tính. Phía dưới này là thớt radio, tức là tuner AM/FM. Em đã cắm sẵn anten. Lưu ý giúp em, mình muốn nghe được radio thì mình phải có anten của Nhật như vậy. Mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 274 Lý Thế Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Các bác vui lòng cọc giúp em 1 triệu, nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình một nhợ dây để kết nối điện thoại, tivi, máy tính và một anten để mình nghe radio. Bây giờ em sẽ test thêm một đoạn nhạc vàng cho các bác tham khảo qua chức năng AUX. Chỉnh bass chế mic được nên chất lượng âm thanh rất hay, phù hợp với đa thể loại nhạc.
mình sẽ nhắn like. Vậy là hai học cassette hoạt động ok. Em sẽ lấy băng ra luôn. Rồi cuối cùng em sẽ test nhạc qua chức năng đĩa CD. Em sẽ test bài số 5 của Thanh Tiền nè. Nhắn về CD giúp em. Mình nghe chức năng nào mình chuyển về chức năng đó giúp em. Tuner nghe radio cassette. Dạng đây là CD. Mình chỉnh bass, treble để phù hợp nhu cầu.